Xin chào anh chị, hôm nay em sẽ giới thiệu cái máy hút chân không DZ300B. Máy này thì mình có thể hút được đồ khô và đồ có nước luôn, ví dụ giống như là cá hoặc mực tươi chẳng hạn. Đây là cái máy nguyên ha. Dây ở phía sau máy. Sẽ giới thiệu sơ các bộ phận của máy. Trong máy thì nó sẽ tặng cho mình cái bịch để hút làm mẫu. Máy này nó sẽ không có kén bịch, kén túi gì hết đó, chỉ còn bịch dày để hút chân không như thế này. Mình có thể mua ở chợ, ở các cái cửa hàng mà bán bao bì đều có hết. Cái loại bịch này thì nó có thể giữ được hơi lâu, mình hút hết cái không khí ra rồi thì nó hàn lại thì nó chắc. Còn những cái dạng bịch như thế này nè, mình hút cũng sẽ được, nhưng mà sau khi mình hút xong rồi mình hàn lại là nó sẽ hở ra liền. Máy á, thì nó sẽ có một cái ống ngắn này, một cái bình hút chất thải và một cái thanh để đỡ cái bình này. Thì tác dụng như sau. Cái này á, nếu như mà mình hút đồ khô như các cái hạt khô, thức ăn khô không có bụi, không có nước gì hết á, thì mình dùng cái này để mình nối hai cái đầu hút này với nhau nè, đó là sẽ ra được một cái máy hút là DZ300A như cái mẫu ngày xưa. Còn nếu như mà mình hút cái thực phẩm mà nó có nước giống như cá, mực tươi rồi vậy đó, thì mình phải dùng cái hũ này. Và em khuyên mọi người nên sử dụng cái hũ này, cho dù mình hút đồ khô hay đồ ướt gì mình cũng sẽ phải sử dụng cái này thì nó sẽ bền máy. Bởi vì á, nếu như mà mình sử dụng mà cái thực phẩm mà lỡ nó có cặn, có bụi nhiều á, mình hút vô máy á, lâu ngày nó sẽ làm cho cái máy của mình nó bị đóng bụi ở trong cái motor, đóng cặn trong cái motor thì nó sẽ không có bền máy đâu. Đó, gắn vô đây. Rồi thao tác của mình thực hiện như sau. Mình sẽ cắm điện, tắt công tắc ha. Mình cắm điện cắt nguồn cho máy. Máy nó sẽ có chức năng hút. Hút là bằng cái thanh hút này nè. Đây là cái thanh hút. Còn ở đây là mình sẽ điều chỉnh cái thời gian mà mình hàn cái miệng, cái túi của mình sau khi mà mình hút xong. Nó sẽ có số là từ 0 cho tới 9. Đối với cái bịch mà nó có sẵn ở trong máy như thế này thì mình sẽ để thời gian tầm khoảng từ số 3. Nếu mà bịch dày hơn thì mình sẽ để số 4, số 5 gì đó. Thì mình sẽ canh chỉnh tùy theo cái bịch của mình ha. Còn ở đây là cái đường để mà hàn túi nè. Cái đường này là khoảng 5 ly. Sau này nếu như cái phần băng keo này nó bị tróc, nó bị xài thời gian lâu quá nó hư á, thì mình có thể mua cái băng keo này để mình thay. Rồi, còn cái nút này là nút để thể hiện cái nè, mình bật công tắc lên nó bắt đầu hút thì nó sẽ có cái đèn đỏ nè. Rồi khi nào mình hàn á thì nó sẽ cái đèn siêu này nè, nó sẽ sáng siêu là hàn ha. Bây giờ mình sẽ hút thử một cái túi sản phẩm. Và cái sản phẩm này khi mà mình hút chân không xong có đẹp hay không á là do cái quá trình của mình chỉnh á, mình chỉnh lại cái túi sản phẩm lúc mà mình hút á. Thì cái bịch hút chân không mà đẹp nhất á là tất cả cái sản phẩm này mình hút nó sẽ vô giữa. Nó sẽ vô giữa và nó tạo cái khoảng trống ở phía dưới hoặc trên này cho nó đều nhau. Một là mình để đầy luôn. Hai là nếu mà nó không đầy á thì mình cho hết tất cả về giữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ thao tác là đầu tiên là mình sẽ kéo cái này xuống. Đây là cái thanh hút. Cho cái miệng túi, cái thanh hút vào giữa cái miệng túi nè. Rồi xong sau đó mình sẽ để ngay cái vị trí chính giữa mà kéo cho thẳng ra. Rồi sau đó là sẽ đậy nắp máy lại. Rồi dồn hết tất cả lên chính giữa nè. Lưu ý là cái thanh hút này nó rất là mỏng và cái bịch ni lông này nó sẽ rất là dễ bị chèn vô trong cái thanh hút này. Nó sẽ làm cho cái máy nó hút yếu đi hoặc là hút không được. Thì mình sẽ dồn hết lên phía trên này để cho tạo ra cái khe này nè, tạo
tạo cái khe cho nó hút cho nó dễ nè. Đó, rồi mình chỉnh xong rồi mình bật máy lên nha. Đó, máy nó hút. Nhiệm vụ của máy là nó chỉ hút thôi, mình sẽ điều chỉnh. Mình cảm thấy cái bịch nó cứng rồi, đẹp rồi á, thì mình sẽ ngưng. Ngưng bằng cách là mình sẽ ấn cái nút vàng này cho nó hàng nè. Khi nào nó hết thời gian thì đèn siêu này tắt và phát ra âm thanh. À, nó tắt và nó kêu bíp là mình sẽ dừng lại được rồi, thả tay. Rồi sau đó mở nắp máy ra. Rồi đây là đường hàn nè. Đây là do anh để cái thời gian của nó hơi cao cho nên là cái đường hàn của nó, nó hàn cái túi nó làm nóng quá, nó không có được đẹp lắm. Nếu như mà mình muốn đẹp á thì mình có thể chỉnh xuống thấp một chút xíu là số 2. Bây giờ em sẽ thao tác trên một cái túi khác là để thử số 2 thử xem như thế nào nha. Rồi bây giờ em chỉnh xuống số 2. Đây. Rồi cho cái túi của mình muốn hút. Rồi mình cũng dồn lên nè, xong rồi mới bật công tắc. Lần này thì cái đường hàn cũng nó đẹp hơn rồi nè, chắc chắn rồi đó. Rồi máy hoạt động đơn giản chỉ có vậy thôi. Sau khi mình sử dụng xong thì mình tắt công tắc, đậy máy lại và lau chùi.